Rồi, và chúng mình sau trong tầm tiếng đi dây thì cũng gói được 80% số dây sau con máy này. Nhưng mà bây giờ đến cái phần quan trọng nhất của một bộ máy nước, đó là đi nước kiểu gì, em có ý tưởng như nào? Theo em thì sẽ bố trí đường nước như thế này. Mình sẽ đi nước từ bơm ở tanh đây, sẽ đi vào cái đát ở dưới trước. Đát dưới, ok. Rồi từ đát này sẽ đi lên cạc đồ họa trước, cạc đồ họa xong sẽ lên đát bên trên để tản nhiệt. Đúng rồi. Và sau đó từ đát này sẽ quay lại CPU, và từ CPU sẽ quay về đây. Theo nữa em nghĩ là lắp fit vào đây mình sẽ nhìn được sẽ thẳng hay không. Thẳng không. Ở đây thì chúng ta rất là như này nhỉ? Như này thôi, như này thì đây sẽ vào đây. Và đây đi là không là để không vòng qua RAM đúng không? Đúng, đây tránh qua RAM là đi xuống là thế thì sẽ phải đi một cái từ đây lên đây. Rồi. Từ dưới đây lên thì chỗ này chắc là phải đồng hồ 90 để nó cố định lại. Rồi, với cả thứ hai là em nghĩ là đoạn ống với đoạn ống 50 đúng không? 50, ống 50 thì ta sẽ làm đoạn nối ở giữa này đi. Tại vì như trước mình đã nói ấy, thì EK họ không làm cái cổng in ở trên này. Nếu mà họ làm một cổng in ở đây thì mọi thứ rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà họ đã không làm, đấy là điểm hơi yếu của chiếc Kinetic này. Bù lại thì nó sẽ khá là đẹp đẽ và lộng lẫy. Thì hôm trước ấy, thì chúng ta có nói về con fit top que của EK. Thì bây giờ là một dòng fit khác là dòng classic. Thì nó là dòng rẻ hơn dòng top que khá là nhiều. Tại vì nó là dòng cơ bản phổ thông nhưng mà chất lượng hoàn thiện là vẫn như nhau nhé. Các bạn nhìn thấy lớp mạ rất là đẹp. Bên trong chất lượng của cái nịt nó vẫn rất là cao. Và nói chung là toàn bộ linh kiện cái này nó là như nhau cả. Các chip khác nhau là về các bạn thích hình thức của cái nào thôi. Cái to que thì các bạn nào mà các bạn thích những cái gọi là hầm hố ấy, thì ok, dòng to que rất là đẹp. Nhưng mà nào những cái mà nó cơ bản và nó kiểu nhìn nó kiểu minimalistic ấy, thì cái dòng classic ấy rất là ngon. Ở đây nó vẫn dùng là cái fit có kích cỡ là 14mm ở đường kính bên ngoài. Bộ này thì hơi buồn là anh chủ anh không muốn cài win luôn, thế nên là có lẽ chúng mình chỉ được vào win để xem nhiệt độ thôi nhỉ. Nếu mà mày với mini win thì test được cái CPU có thể test được vào mini win, chứ còn chúng ta lại không được vào win rồi, anh chủ không muốn chúng ta cài win cho bộ máy này. Đây là một đường uốn nhá, nhìn thì có vẻ dễ khi mà tôi uốn này, nhưng mà bây giờ đo lệch vị trí cái to này, đo lệch được thiếu ống này. Khi mà uốn ống này sẽ phải cho cái đoạn silicon ở bên trong, tại vì khi mà uốn góc vuông nếu mà không có silicon bên trong này thì ống sẽ bị móp, sẽ bị dẹp lại. Đợt sau chúng ta nên mua về cái eke của EK về nhỉ, cái góc 90 độ, cái góc để 90 độ. Vì chúng mình đang làm lại studio và có đợt sau chúng mình sẽ có những cái zoom rất là hay ho cho các bạn xem. Vậy là mình đã uốn xong toàn bộ ống cho cái hệ thống này. Bây giờ chúng ta chỉ còn công việc đó chính là cắt ống thôi, công việc người mệt nhất. Bởi vì cắt thì sẽ có những lúc mà cắt thừa ra một tí, thiếu ra một tí. Và mình quên mất một điều, đó chính là cắm cái dây fan panel. Và bây giờ khi mà chúng ta dựng cạc lên ấy, thì chúng ta không thể cắm được fan panel là những cái dây power reset các thứ ở dưới nữa. Và cách duy nhất để chúng ta cắm được dây power reset ở phía dưới đó chính là tháo cạc ra. Rút cạc ra nhỉ? Rút cạc đi. Tại sao các hãng họ không làm một cái chuẩn fan panel chung nhỉ? Mỗi ông làm kiểu. Sao không làm chung nhỉ? Đỡ phải khổ công khi cắm những cái này. Cắm cạc vào nhá. Cắm cạc đi. Có cái dây audio cắm rồi đúng không? Cắm rồi, xong hết rồi. Dây mình sẽ đi nhá. Tại vì do đây các bạn anh ấy dùng nút red đúng không? Nước trong đúng không? Nước đỏ trong nên là chúng ta nhìn xuyên thấu đủ từ mặt trước ra mặt sau, nên là nếu mà mình đi dây bình thường nó sẽ như này này. Chúng ta thấy rất hết sự xấu của dây ở đằng sau. Vì vậy là mình sẽ phải bó dây lại này. Bó lại và sau đó mình đi hết toàn bộ nó từng mét như thế này. Thì chúng ta sẽ không thấy một cái gì ở mặt sau cả. 20 minutes later. Rồi, các bạn ngay. Như vậy bộ máy chúng ta về phần khung đã gần như là hoàn thiện rồi, khi mà bây giờ lượng dây đã đi xong, nước thì bây giờ chỉ cần cắm cưa và cắt 4 cái ống nữa là ok. Và bật thử đèn led tí được không nhỉ? Được, mình sẽ thử đèn led luôn nhá. mới thử nghiệm bật con cây này lên. LED sẽ chưa sáng vội mà chỉ mới sáng bên trong cây thôi, tại vì LED này mình chưa cắm, mình đã đợi cái cây chia LED RGB. Còn thì em phải bỏ tay ra chứ. Được. Rồi, em thấy chưa? Chất chưa? Và vài lần cố chữa đèn LED tại vì mình chưa cắm hết tất cả vào mọi thứ và hình như lại cắm nhầm power switch và reset switch. Power switch ở bên trên nhỉ? Power ở bên trên. Cắm nhầm power. Xong thì em sẽ... Đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Ok rồi. Như vậy nãy như bị cắm lộn từ power và reset. Rồi, cắm gì bên trong trước nào? HDD trước. HDD đúng không? Cơ bản nhé, nước đã đi từ bên này, đây là cổng ao của bơm, ở đây đi vào qua rác, ra lên đây vào cạc. Như là các bạn bảo ấy, nước nóng và các bạn sợ nước nóng từ cạc qua CPU đúng không? Đây, bên trong qua rác cực kỳ dày ở bên trên, dày 45mm cơ. Và sau đó là đi về đây, đi về cái tanh, xong nó lại về rác. Nói chung là mỗi con linh kiện sẽ có một cái rác riêng và nó rất là mát. Để có một góc cua chế độ, chúng ta phải dùng 3 con phít, chúng ta không dùng một con được. Đầu tiên là một con góc EK đây, đây là con 90FF, tức là female, đây là một góc cua 90 độ. Và sau đó để cắm ống, đây là nên nó chỉ có cái then vặn ốc thôi. Anh em muốn cắm ống, anh em sẽ phải dùng một con feed thứ hai, đó chính là con feed cắm ống là con này. Đây anh em sẽ phải dùng 2 con và trị giá như nào thì anh nhỉ? Con cua góc là đặt bao nhiêu nhỉ? Một con đấy em nhớ là hình như 180 thì phải. 180 luôn đấy. Nói chung cái chỗ cua góc này anh em tốn khoảng 500.000 nhỉ? Tốn khoảng 500, khoảng 500.000 cho một phát cua, vì vậy là cái việc uốn ấy tôi nghe tiết kiệm khá là nhiều tiền thay vì việc dùng cái cắp này. Và dùng cắp này thì mình cũng nói là nó sẽ thỉnh thoảng sẽ gây vì kiểu bị nặng ấy, nó bị sệ hệ thống xuống, sệ cái ống xuống, nên là cũng không nên dùng nhiều quá cái này. Và nếu mà dùng thì thực ra những cái bộ mà dùng full fit thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cái đấy thì rất chi phí nó cao, thứ hai là cái tỷ lệ nếu mà nó bị nặng, nó bị chịu ống nó cao hơn cái uốn này. Uốn này đấy là cảm được cái lực ấy, nó đang dồn hết ra hai cái ống này, nó cũng rất là ống rất là căng và nó sẽ rất khó bị dò nước và bị sệ ống, gần như không bao giờ sệ ống được. Còn dùng cái này thì thoảng nó vẫn sẽ sệ ống. Đây là chúng mình không đủ chiều dài để uốn vào đây thôi, nếu mà đủ chiều dài thì cũng uốn rồi. Tức là để vào đây thì nhìn ra nó khá là đẹp. Rồi bây giờ chúng mình sẽ dò nước sau khi đã vặn 2 con feed ở dưới này. Nếu mà chúng mình quên không vặn nãy thì nước đổ vào đây, ốc thẳng vào dưới nền. Rồi, cho nên trước khi mà châm nước này bắt buộc phải test bằng cái này, nó rất là tiện. Giờ sẽ bơm tay vào, bơm lên 0,75 lên lúc hết bút xanh là an toàn. Rồi đây các bạn để ý nhá, đây đang là mức giữa rồi, 0,75 mình sẽ lấy lại. Và bây giờ chúng mình sẽ là phần cuối là thử đi cái TRGB. Bây giờ mới là cái TRGB mới thì mình chia từ main ra và chúng ta sẽ có một vài đầu LED. LED của cây này mình sẽ cắm thử trước khi là mình dùng cái thít tất cả các dây này lại với nhau. Đèn LED của quạt phía dưới, đèn LED của quạt phía trên và cuối cùng là đèn LED của cái dây nguồn nối dài. Anh em mà cắm nhầm những cổng LED 4 chân bình thường, 3 chân và cổng LED dây 4 chân ấy sẽ gây cháy ngay lập tức. Rồi, được chưa? Ok rồi. Ok. Cắm và bật thử ấy nhỉ? À rồi, rút bơm. Rút bơm đã. Rồi, ok. À như này, từ từ, đợi chút. Cái này nó riêng dây nối dài thì sẽ phải chuyển đổi chế độ trên cái hốc. Em nhớ là sẽ không, anh từ từ anh đang đợi cái đống này chưa thế lên. Thường thì đi ra một lúc sau mình lên main LED main. 90 không em. Ôi, đây rồi, anh em thấy chưa? Tại vì HIA 3 mặc định của họ sẽ dùng màu da cam nên là các em thấy là tất cả LED chúng ta làm màu da cam và sẽ chỉnh được khi vào Win và cả sản phẩm RGB Fusion. Và cho mình chỉnh trên hub này đúng không? Như lúc nãy thì anh em thấy là cái đống dây RGB chúng ta rất dễ bị bung ra, rất dễ bị bung ra luôn. Vì vậy tổng như một cái là EK Lux CSM thì nhiệm vụ của nó sinh ra là có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là không bao giờ bung được các bạn, giúp các bạn không bao giờ bung được dây. Đây mình sẽ tắt test đi nhá, tắt đi này. Để chống bung rất đơn giản, đầu tiên là mình sẽ vòng này vào đây này, sau đó là vòng đây vòng vào đây nữa. Đấy. Cái này clip trước mình dùng rất là nhiều con cây Thermaltech ấy, nhưng mà đoạn đấy thì chắc là edit cho mình không vui nên là cắt hết đi rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm lại, đấy, cắt này vào đây này, viết lại phát nữa này. Rồi, cực kỳ chắc chắn, không bao giờ bung được. Đấy, mình sẽ làm tất cả với tất cả những cái dây hiện tại còn lại đang cắm đây. À không, không phải đây này, mình chỉ cắm dây vào hấp thôi, tại vì cái dây này khá là lỏng, các dây còn lại thì khá là chắc rồi. Tuấn Anh vừa rồi lại bận tại vì lại có khách tư vấn bộ nước 25-30 triệu nữa, nên là mình sẽ làm nốt mấy cái phần ở đây. Thì đây mình sẽ bắn nốt con vít này vào đây này, bắn nốt mấy con vít vào đây để phần dây sẽ được áp gọn vào trong và sẽ không ảnh hưởng gì đến bên trong nữa cả. Về mặt cơ bản thì mọi thứ đã hoàn thiện và các bạn thấy là sau khoảng tầm 20 phút thì cái áp suất vẫn không hề tụt, chứng tỏ là bộ nước của chúng ta đã hoàn thiện và nó không gặp một lỗi lầm gì về mặt kỹ thuật, là không dò tí nào rồi. Nên là bây giờ mình sẽ mở nó ra. Rồi, hiện tại nó đã dán này vào đây rồi và chúng ta bị một cái vấn đề, đó chính là cái này nó không dính, tại vì bản thân đây là một con cây bằng nhôm. Vì vậy phương án duy nhất của chúng ta bây giờ là cắt từng đoạn nhỏ để dán đèn LED, cắt từng đoạn thế này và dán từng tí một từ dưới lên trên. Và để đảm bảo đẹp nhất ấy, thì mình sẽ dán ở bên dưới này trước. Đấy. Có lẽ Tuấn Anh vẫn đang mệt mài với tư vấn bộ nước 25-30 triệu ở dưới showroom, nên là trước mắt thì mình sẽ dán nốt nó vào. Tí nữa Tuấn Anh lên sẽ châm nước, tại vì cái việc làm nước thích nhất là lúc châm, nên lúc châm mình sẽ đợi cả hai người. Và chỗ này hoàn toàn thể cắt được, các bạn thấy nhá, bất cứ chỗ nào mà nó cái vạch này là mình có thể cắt được hoàn toàn. Tại vì mình để tránh cái gập ngược lại thì nó sẽ bị lép hắt vào mặt khi mà đang chơi game, như thế rất là khó chịu. Nên mình sẽ cắt luôn một ít ở đằng cuối. Đấy. Như vậy về cơ bản là ok đấy. Châm nước thôi, thì nước ấy chúng ta sẽ châm bằng cái bình này vẫn như cũ thôi. Thì mình đang thử thì từ đây ok, từ đây châm vào được. Để vặn trước cái này ra. Và Tuấn Anh vừa đi tư vấn về tấn nước báo tiền nữa em. 30 triệu. Nice. Mày bỏ khẩu trang ra cho mát. Đến cái phần đẹp nhất là cái phần châm nước. Rồi bây giờ sẽ châm nước vào trong này, cái phần quan trọng nhất. Sâu. Tự tin, không phải đót giấy gì cả. Chúng ta đã test bằng cái tool test lick rồi. Đây anh mở cho. Đây, này xong rồi. Đây là anh. Toàn bộ những cái linh kiện chất nhất của EK, trừ fitting thì làm classic. Thì nếu mà em thích kiểu đơn giản, gọn nhẹ thì nó thanh thì dùng fit classic, còn nếu mà thích hầm hố thì dùng fit Torque. Còn Block thì đang là con Velocity, là một con rất là phổ biến của EK, là một trong những con Block có hiệu năng cao nhất bây giờ. Rad EK Classic PE và SE cũng là hai cái rad anh em dùng rất là nhiều, tại vì thứ nhất là dán hợp lý và thứ hai hiệu năng rất là tốt. Lúc châm thì đỡ vào đây, đỡ rơi xuống dưới cái. Nó vào trong. Rồi. Anh ấy dùng nước Blood Red là nước màu đỏ. Thấy nước là màu đỏ đang đi vào dần dần, nước đang đi vào trong rát rồi nhá. Nước màu đỏ đặc điểm cái nước loại nước trong này, đặc điểm nó sẽ là nó hết bọt rất là nhanh so với các loại nước đục như nước pastel. Đây là con DDC đúng không? DDC. Đây là con bơm có lực đẩy gấp đôi con D5. Tôi đã đẩy tối đa cao là 7,2 m, so với D5 là khoảng tầm 4 m. Nhưng mà bù lại thì cái lưu lượng nước của DDC nó sẽ là khoảng tầm 1000 lít một giờ, so với D5 là 1500 lít. Tức là con này các bạn sẽ đánh đổi cái lưu lượng nước lấy cái áp suất bơm. Và DDC là một con cực kỳ mạnh ở khoảng áp suất áp lực bơm. Hiện tại chúng ta đang bị có một tí không khí, tắt đi bật lại em ơi. Rồi, nước đang về. Ok, bật lại thôi. Đúng, một chai là thiếu. Một chai là thiếu không? Một chai là thiếu. Đây là mới châm vào, chạy một lúc mà sẽ hao xuống một chút nữa rồi. Và mình có một cái rất là hay cho các bạn đây nhá. Đây là con Block 3080 của Aorus. Và đặc điểm của nó là nó bóng như cái hương vậy. Mình sẽ bóc này ra nhá. Bóc nhá. Anh em thấy chưa? Khánh có thể tự soi gương vào đây. Nó tự soi gương vào, em thấy là nó bóng lên cái cỡ nào. Và rất vì thế mình sẽ không bóc nó ra cho đến khi mình làm xong. Dính tay vào đây là xấu lắm. Có vẻ hình như là mặt trước bằng kính đúng không? Tại vì không, chúng ta mới có cái kiểu nó bóng nó em nghĩ là này chứ. Em nghĩ là dưới nó có một cái lớp kiểu lớp tráng gương kiểu như là trên con Inwin Tù 2 ngày trước này, tắt đi sẽ là soi gương được. Chỉ duy nhất đó chính là ước gì bài ấy họ cho chúng ta một cái tấm tản sáng ở đây này, thì để đèn led nó sẽ di chuyển nó mượt mà hơn. Như thế các bạn thấy trên đèn led của Corsair nhìn rất là đều và mượt đúng không? Còn led của Gigabyte nó sẽ không được đều cho lắm. Và nãy mình cũng bảo là hóng chờ cái phần đèn sáng này, thì mình nhận xét cái phần đèn sáng của cái con Prismatic đúng không? Prismatic Cooler Master Prismatic này thì các bạn sẽ có những cái điểm ấy nó sáng và nó tạo hiệu ứng gọi là khá lấp lánh, tại vì nó có những cái điểm nó tạo cái phần gọi là phản quang ấy, nhìn nó khá lấp lánh. Như là nếu mà nhìn thẳng vào thì sẽ không đẹp cho lắm, tại vì nhìn thẳng vào nó sẽ rất rõ bóng led, nhưng mà nhìn ngang như này đúng với việc mình đang nhìn ngang ấy thì mình thấy nó khá đẹp, nhìn cái kiểu nó long lanh lên ấy. Ok, chúng ta sẽ cài stop vào và đóng lại trong vỏ cây này, và sẽ đợi đến ngày thứ 6 tức là 2 ngày nữa để chuyển ra và cho khách hàng. Tại vì chúng mình không cái win trước và chúng mình cũng không cái phần win không bản quyền, thì chúng mình sẽ chỉ cái win khi mà khách hàng muốn win bản quyền mà thôi. Ở đây thì các cái mặt kính của Lienly họ cũng đều cho một cái lớp là cái lớp bọc, và thì sẽ bóc ra luôn để cho nó trong suốt. Rồi các bạn mua cây ở Hanoi Computer, các bạn muốn lắp thì các bạn thấy ngay trên kinh doanh là mình muốn lên hình. Ok, chắc chắn nó sẽ được lên hình rồi. Mà đồ bên trong chả bao giờ xước được cả. Nhưng mà Lienly cũng bảo là các bạn mua cây cao cấp rồi thì các bạn bỏ ra hơn 6 triệu đồng cho một con cỏ cây. Cái các bạn nhận lại được đó chính là sự cao cấp và sự cẩn thận đến từ Lienly. Chúng ta nên đổ trên kênh thì trên cây hay. Cây hay không phải. Úi dồi. Quá trong luôn, trong suốt luôn. Khâu động cuối cùng. Mọi thứ nó rất là kiểu đơn giản, nhanh gọn. Vậy là chúng mình đã mất khoảng tầm 7 tiếng đồng hồ để hoàn thành cái bộ cây này với tổng trị giá hệ thống là hơn 150 triệu đồng. Và 7 tiếng làm việc liên tục của hai người, và tổng kết lại chúng ta có một cái cấu hình cực kỳ khủng với con CPU Intel Core i9-11900, 32GB RAM và con card màn hình RTX 3080, và quan trọng hệ thống tản nhiệt nước custom đến từ hãng EK là cực kỳ cao cấp. Và các bạn thấy nào về cái bộ máy với tổng trị giá hơn 150 triệu này, tất nhiên là cả màn hình rồi, thì cho mình biết trong phần comment nhé. Nếu mà các bạn thấy hay và muốn đón nhận những cái video về những cái bộ máy khủng cao cấp như thế này ấy, thì đừng quên là subscribe hay đăng ký kênh YouTube của Hanoi Computer nhé. Thì còn bây giờ thì chúng ta chào tạm biệt bộ máy và hẹn gặp bộ máy vào ngày thứ 6 tuần này khi nó được giao hàng đến cho anh chủ nhân của bộ máy ở Cầu Giấy, Hà Nội. Và xin cảm ơn anh đã ủng hộ Hanoi Computer, và anh không chỉ mua một bộ mà anh cũng ủng hộ đến mức anh mua luôn 2 bộ với tổng trị giá là gần 300 triệu đồng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.